Thoạt nhìn thì những loại màu nước này không khác những sản phẩm hiện đang bán trên thị trường. Qua thử nghiệm, loại mực từ thiên nhiên cho thấy độ bám và khô nhanh gấp nhiều lần so với mực truyền thống. Đặc biệt là không bùi hóa chất và lên màu đẹp mắt. Bắt đầu nghiên cứu từ tháng 6 năm 2023, nhóm tiến hành quan sát thực tế tại các chợ trên địa bàn thành phố và nhận ra rằng lượng rác thải rau củ quả bị bỏ đi là vô cùng lớn. Các sinh viên đã thực hiện nghiên cứu về quá trình biến đổi màu sắc của hợp chất anthocyanin, một nhóm hợp chất thu được từ nông sản để sản xuất mực huyết và màu vẽ mỹ thuật. Kết quả thử nghiệm đã cho thấy mực huyết và màu vẽ Binks không chứa các hóa chất độc hại tạo màu, đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng. Tụi em đã nhận thấy rằng là cái màu ở trong rau củ quả, mặc dù nó bị hư nhưng cái màu nó bị biến đổi rất là ít. Và chúng em đã nghiên cứu, tụi em đã áp dụng các kỹ thuật thí nghiệm để chiết xuất được các hợp chất tạo màu ở trong những cái rau củ quả này. Và những cái thời gian đầu nghiên cứu thì chúng em rất là chật vật bởi vì nguồn nguyên liệu nó chưa có đảm bảo, cũng như là những kỹ thuật tách chiết. Vì đây là kỹ thuật tách chiết anthocyanin nó không mới tại Việt Nam. Tuy nhiên cái quy trình biến anthocyanin thành mực viết hoặc là màu vẽ thì vô cùng mới và nó lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, nhóm đã tiến hành khảo sát hơn 800 người dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm 300 học sinh và 500 phụ huynh để kiểm định sản phẩm cũng như nhận được các phản hồi nhận xét. Trải qua 9 tháng nghiên cứu và phát triển, dự án đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mỹ thuật và giới chuyên môn trong ngành hóa ứng dụng. Hiện nay thì mực thực vật Binks đang được thử nghiệm tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các nơi bán dụng cụ họa vẽ cũng như là những trường mầm non tại địa bàn thành phố Vũng Tàu và có dự định sẽ phát triển ra các tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Chúng em thật sự hy vọng rằng mực thực vật Binks sẽ là tiền đề thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi, những người có thể sử dụng Binks hàng ngày. Và đó cũng chính là tâm huyết và sứ mệnh mà nhóm chúng em mong muốn theo đuổi trong dự án này. Tuy rằng đơn vị chúng tôi mới thành lập được 10 năm, rất là trẻ, rất là non, nhưng mà cái việc nghiên cứu khoa học cũng như là đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đối với sinh viên thì chúng tôi rất là chú trọng. Những cái sản phẩm mực viết bây giờ đang là một cái vật dụng rất là thiết yếu đối với cái cuộc sống của chúng ta. Anthocyanin thì lại là một chất màu thiên nhiên mà đã được Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Bộ Y tế Việt Nam công nhận mức độ an toàn có thể sử dụng trong cái mực, cái phẩm màu cho thực phẩm. Vì vậy mà cái sản phẩm thiên nhiên này chắc chắn là nó sẽ được ưa chuộng. Việc tận dụng nguồn phế phẩm từ rau củ quả bị bỏ đi để tạo ra mực viết và màu vẽ mang lại lợi ích thiết thực với môi trường, qua đó góp phần thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh trong cộng đồng. Thời gian đến, nhóm sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm, nghiên cứu thị trường và kêu gọi đầu tư để những lọ mực thiên nhiên này tiếp cận rộng rãi hơn tới cộng đồng.